lãi suất tiền gửi ngân hàng tiếp tục xuống mức thấp kỷ lục. Tiếp tục có thêm ngân hàng hạ lãi suất huy động, nâng tổng số ngân hàng đã hạ lãi suất trong tháng 11 năm 2023 lên 16. Mới nhất, trong nhóm Big 4 của Vietcombank vừa điều chỉnh lãi suất huy động với kỳ hạn 1 đến 2 tháng giảm xuống mức thấp kỷ lục 2,6% mỗi năm. Đại biểu lãi suất huy động trực tuyến của Vietcombank, lãi suất đối với kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng giảm 0,2% mỗi năm, kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng giảm 0,1% mỗi năm, kỳ hạn 3 đến 5 tháng 2,9% mỗi năm, kỳ hạn 6 đến 11 tháng giảm 0,2% mỗi năm còn 3,9% mỗi năm. Lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là kỳ hạn 12 đến 24 tháng với 5% mỗi năm. Hiện tại, Vietcombank đang có mức lãi suất huy động thấp nhất trong nhóm Big 4 và cũng là thấp nhất thị trường. Vietcombank cũng vừa giảm mạnh lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 đến 5 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 3,65% mỗi năm. Kỳ hạn 6 đến 9 tháng cũng được giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm xuống còn 5,6% mỗi năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại cũng được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm so với trước đó. Kỳ hạn 12 tháng cũng đã mất mốc trên 6% để lùi về 5,6% mỗi năm. Lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 18 đến 36 tháng từ 6,5% về 6% mỗi năm. Ngân hàng Vietbank giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 15 đến 36 tháng. Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn này đồng loạt giảm xuống còn 6,2% mỗi năm. Lãi suất các kỳ hạn dưới 15 tháng giữ nguyên và đều ở mức dưới 6% sau lần điều chỉnh vào ngày 7 tháng 11. Như vậy, kể từ đầu tháng 11 đến nay, đã có tới 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động là ACB, Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, Đông Á Bank, Kiên Long Bank, Nam Á Bank, NCB, Techcombank, BJ Bank, PVcombank, SHB, Sacombank, VIB, Vietbank, VPBank và Vietcombank. Ngày 9 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên kể từ cuối tháng 9 tạm dừng phát hành tín phiếu mới. Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu từ cuối tháng 9 đến nay với quy mô tính tới phiên 8 tháng 11 là hơn 360.000 tỷ đồng. Từ đầu tháng 11 đến nay, quy mô phát hành tín phiếu mỗi phiên giảm về dưới 10.000 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có đợt hút tiền qua kênh tín phiếu với tổng quy mô gần 400.000 tỷ đồng vào tháng 2 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện chào thầu tín phiếu là nhằm kiểm soát lãi suất liên ngân hàng ở mức ổn định. Từ đó tác động tới chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng mỗi USD, gián tiếp ảnh hưởng lên tỷ giá.